Rồi như vậy phần này chúng ta sẽ thấy là máy của mình ở đây hiện nay là chỉ có một ổ đĩa thôi. Mình sẽ xem thử là trong máy của mình có những gì. Disk management, ổ cứng của chúng ta hiện nay có một ổ vật lý 40GB và một ổ CD. Và ổ này chúng ta đang chia dung lượng là 39.9GB ổ C. Bây giờ các bạn thêm ổ đĩa giúp cho thầy. Thêm của đĩa ảo và thêm của đĩa thực thì nó khác nhau. Như vậy khi mà các bạn thực hành thực đối với lại cái server thì server của Dell khác, server của HP khác. Mỗi cái nó có một cái đặc trưng. Các bạn chỉ cần đọc catalog của nó là các bạn làm được. Cho nên sau này các bạn ra trường đi làm, khi mà người ta nói bạn là thêm một ổ cứng vào, đừng có nói là em chưa biết làm nhé. Bởi vì thực ra không có ai mà biết hết tất cả đâu. Bây giờ nói trên server này em chưa thực hành, bây giờ cho em xin cái catalog đi, hoặc là cho em xin một buổi một ngày nào đó để em nghiên cứu cái. Tại vì thực tế là em chưa đụng đến. Chứ đừng có trả lời ngay là em không biết làm nhé. Biết nhưng mà chưa thôi. Ừ, bây giờ chưa nhưng mà ngày mai thì làm được. Mà ngày mai trả lời là em không biết nữa thì thôi, đúng là không biết thiệt. Chứ còn người ta mới giao việc mà mình nói không biết là không đúng nha. Bởi vì học thực tế thì cơ bản là lý thuyết là nó như thế. Rồi thêm ổ đĩa vào. Bạn có thể thêm một cái ổ lớn bao nhiêu cũng được, nhưng mà thầy thêm nhỏ thôi để tí nữa mình tạo cho nó nhanh. Chứ bạn thêm 10T cũng được, không 1 2 3 4 5 6, ok không sao hết. Cái này là ghi á nha, chừng đó ghi á. Cái này bạn thêm ổ ảo chừng đó ghi cũng không sao, không ảnh hưởng đến gì. 190GB, 1024GB, ok. Đó là nó cho bạn tạo. Vậy mình tạo khoảng 40GB thôi. Tạo lớn quá, tí nữa mình tạo ổ đĩa nó lâu. Tạo cho thầy nhiều ổ tí xíu. 40. 40 nữa đi. Rồi thêm cái nữa thì cho dung lượng lớn hơn. 60 đi. Rồi hai cái 80. Mình cho nhiều để tí nữa mình ví dụ cho nó dễ. Rồi xong. Vậy chúng ta có 40 nè, 80 60. Rồi thêm ổ đĩa vào. Đây, tất cả ổ đĩa của mình đã được thêm, nhưng mà chưa xài được. À, mình chưa có bật công tắc lên. On lên. Rồi ok, còn đĩa nào chưa bật không? Đĩa bật hết rồi đúng không? Đĩa 4 rồi. 5, 6, 7. Ok, rồi bạn cài đặt đĩa. Thì nó sẽ hỏi là định dạng các đĩa này nè theo dạng gì, MacBook Record hay là GPT. Cái này là cách để quản lý file. Cách để quản lý file, các bạn có thể tìm hiểu thêm MacBook Record là gì và Give Partition Table là gì. Bây giờ chúng ta nên chọn cái cách quản lý này để cho nó quản lý đĩa tốt hơn. Và bây giờ thực chất chúng ta cũng chưa có thêm ổ đĩa nào cả.
chưa có nha. Rồi bây giờ làm sao để có? Bây giờ click chuột phải, các bạn thấy 5 loại ổ đĩa mà thầy nói lúc nãy: symbol, spin, trip, mirror, red 5. Bây giờ mình chọn symbol. Mình đang check trên ổ đĩa 40GB thì nó chỉ tạo cho mình tối đa 40GB. Bạn có thể tạo ổ symbol nhỏ hơn bằng cách 10GB, 10.000 MB. Đấy, tạo ổ đĩa 10GB. Ổ symbol thì bạn chỉ tạo trên một ổ vật lý thôi, không thể tạo nhiều hơn. Bây giờ còn phần thừa này, mình có thể tạo span. Khi span nó thì cái bảng này nó khác lúc nãy đúng không? Lúc nãy là nó không cho ra lựa chọn. Bây giờ mình nó cho mình thêm vào. Còn 30GB, 80GB thêm luôn, 40GB thêm luôn, 60GB thêm được luôn. Thêm được hết. Tổng cộng nữa, cộng lại 214GB. Cộng hết lại. Và như thầy nói lúc nãy thì với cái ổ này mình có tổng cộng là mấy người công nhân? 1, 2, 3. Cái tím tím này nè, ổ F là cái tím đó. 1, 2, 3 và 4, 4, 5 gì đó. Như vậy có đến chừng đó thành công nhân, nhưng mà mỗi lần làm việc chỉ có một đứa làm thôi. Ở Sven là chỉ có một đứa làm nhé. Rồi bỏ cấu trúc này đi, delete volume. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái ổ trip có gì khác nha. Ngay 30GB, tạo trip, vẫn hiện cái bảng này, không có gì khác lúc nãy. 80GB thêm vào, sao thế? 40GB thêm vào, 60GB thêm vào, nó bằng cái ổ nhỏ nhất, bởi vì nó chép đồng loạt mà. Nếu một thằng lớn là tí nữa thằng nhỏ đâu còn chỗ đâu chép, cho nên nó lấy theo nhỏ nhất. Giả sử mình remove cái thằng 30GB lúc nãy ra, mình cho 80GB vô, lúc đầu nó lấy 8. Cho 6 vô thì nó sẽ giảm xuống còn 6. Cho 4 vô thì nó giảm xuống còn 4. Tức là nó lấy 3 hoặc 4, nói chung là nhiều ổ nhưng mà có dung lượng bằng nhau. Có dung lượng bằng nhau hết. Đó, 40GB hết. Thằng này ổ mình ẹt vô là 40GB, nó lấy full. Này 80GB lấy nữa, 60GB lấy nữa. Còn 80GB cũng vậy. Ổ 80GB. Đó. Đây, 80GB, 79GB. Được không? Rồi, xong. Xóa luôn nha. Rồi mình thêm ổ mirror. Ổ mirror thường người ta sẽ xài hai ổ vật lý có dung lượng bằng nhau, nên như thế. Còn nếu mà bạn xài ổ này 80, ổ này 40 thì nó lấy tối đa 40 thôi, còn 40 bên kia nó bỏ. Nhưng mà nên xài bằng nhau. Đang là 40, thêm một ổ 40 nữa. Còn thêm được không? Không. Mirror chỉ có 2, tối đa là 2. Dung lượng 40GB. Mình có thể tạo nhỏ hơn nếu mình muốn. Net. Đây, ổ của chúng ta. Ổ F có dung lượng 40GB. Mặc dầu là nó chiếm hai ổ, ổ F có dung lượng 40GB.
Tương tự như vậy, bạn có thể tạo ổ red. Red 5. 80. 80 dung lượng chung 80. Bởi vì n trừ 1 mà. Nếu mình không còn 80, mình thêm 60. 60 thì 4 cái 60 nó được 1800. Được T8. Như vậy sau này cái đề thi thầy yêu cầu các bạn tạo cho thầy một cái ổ RAID 5 có dung lượng là 40GB. Thì các bạn tạo hai ổ vật lý cũng được, 3 cũng được, 4 cũng được, 5 cũng được. Miễn làm sao mà tính ra nó 40GB cho thầy là được. Nhưng mà RAID thì thường chúng ta nên tạo 3 ổ trở lên. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có được ổ RAID 5. Ổ G. Tí nữa chúng ta sẽ tạo cái thư mục home trên ổ mirror hoặc ổ RAID 5. Trên máy của bạn cũng thêm giúp cho thầy một cấu trúc ổ đĩa như thế, mirror hoặc RAID 5, để chúng ta làm cái thư mục ở bên trong. Được chưa?